Chào anh em đến với kênh anh Thợ Độ Suzuki nha. Thì hôm nay mình không làm một cái clip gì to tát, mình làm một cái clip này rất là hữu ích. Đó là một cái clip về những cái sản phẩm mà chất lượng anh em có thể sử dụng với con xe Suzuki của mình để bảo hành bảo dưỡng đó anh em. Những cái sản phẩm này cực kỳ là chất lượng luôn. Và sau quá trình mình test rất là lâu rồi thì hôm nay mình mới giới thiệu cho anh em ha. Thứ nhất, trước hết đi, chúng ta đi vào đề luôn. Thì đó là về nhớt đi. Nhớt thì lúc nào anh em cũng phải thay rồi. Nhớt là chắc chắn phải thay rồi. Nhưng mà để kiếm được trên thị trường có một cái dòng nhớt mà vừa chất lượng nè, mà vừa phù hợp với dòng Suzuki nè, mà giá thành nó lại vừa hợp lý nữa thì cũng hơi khó ha. Thì ở đây là sau một thời gian mình nghiên cứu rất là lâu, test rất là nhiều loại nhớt, thì ở đây mình có cái loại nhớt này nó rất phù hợp với thằng Suzuki anh em. Những cái dòng xe số thôi nha, không nói tay ga nha. Thì đây là cái Valvoline của Mỹ nè. Đó, cái chai rất là đẹp anh em thấy không? Đó, đúng hàng Mỹ luôn, rất là ngon. Đó. Cái này mình đã check mã vạch kết đủ thứ hết tất cả rồi, cái này là đúng hàng Mỹ luôn, xài rất là ngon. Valvoline ha, với độ nhớt là 20-50. Đây là nhớt Minero, nhớt khoáng ha. Chai này thì mình có thể xài khoảng 1.000 cây, chai 140.000 thôi nhưng mà rất phù hợp. Thì thằng này á, khi mà nó vào cái con su xe số của anh em á, nó sẽ giúp được á, là rất là êm ha, con xe chạy ngọt ngào mà nó không có kêu nhiều, không có kêu nhiều giống như những cái dòng nhớt mà độ nhớt 40 hiện tại. Tại vì những cái con su mà đời cũ á thì nó cần độ êm hơn là độ bốc anh em ha. Thì anh em có thể chọn con này. Đây là con Valvoline của Mỹ nè, độ nhớt là 20W50 nè, rất phù hợp với su luôn, tất cả dòng su luôn, xe số thôi nha. Rồi chai 0.8 lít là 140 nè, còn chai 1 lít á, thì nó là 150, phù hợp lắm. Ok, thì nhớt này thì có thể anh em có thể liên hệ kênh của mình Rồi khi mà thay lọc nhớt thì chúng ta cũng không quên là thay lọc nhớt ha. Ở đây thì mình là sử dụng lọc Indo chính hãng Suzuki ha. Lọc Indo thì su chỉ có hai loại thôi, lọc lớn và lọc nhỏ. Lọc nhỏ thì dùng cho Asilo và Xpay, còn lọc lớn này dùng cho tất cả những thằng su khác còn lại. Anh em nhớ thay cái lọc lớn thì đặc biệt là nhớ cái dòng sim này nha. Nếu mà anh em bị thiếu thì mua thêm dòng sim này nữa, thì lọc nhớ này chỉ có 50.000 thôi. Còn thằng Asilo thì nó sẽ có sẵn. Đây là hàng Indo ha, đúng hàng Indo luôn, rất là ngon. 50.000 thôi, anh em nhớ nha. Ba bình nhớt là chúng ta sẽ thay một cái lọc nha. Thằng su Asilo và Xpay sẽ sử dụng một cái lọc nhỏ riêng. Còn lại tất cả những dòng khác sẽ sử dụng một cái lọc lớn riêng. Rồi, thêm nữa đó là cái hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái thằng này rất là ngon nè. Thằng này là bộ nhông sinh dĩa ha, bộ nhông sinh dĩa của tất cả dòng su luôn. Su Asilo, su Xpay nè, su Asilo côn tự động nè, Revo nè, Smart nè, Viva nè, GD nè, đó thì những thằng này là mình sử dụng bộ nhông sinh dĩa này. Đây là cái bộ nhông sinh dĩa 3S. Bộ này trên thị trường cũng khá là lâu rồi, nhưng tại sao hôm nay mình mới giới thiệu cho anh em? Tại vì mình phải test. Mình test con xe nhà rất là lâu rồi, mình chạy hơn 20.000 cây luôn. Mình test rất là lâu rồi mình mới sử dụng. Hồi trước giờ thì mình bán ghetto thôi, nhưng mà bây giờ thằng này thật sự mà nó rất là ngon. Nó êm hơn cả ghetto nữa, nó bền hơn cả ghetto nữa. Anh em có thể lựa chọn cái thằng nhông sinh dĩa 3S này nè, tuyệt vời. Rất là đã. Thì cái thằng nhông sinh dĩa 3S này á, cái ưu điểm của nó là nó sử dụng sên 10 ly. Nó sử dụng sên 10 ly nha. 3S428HG nè. Này là sên 10 ly nên nó rất là êm và lâu tăng. Được cái là nó rất là lâu tăng luôn và êm lắm. Chạy thì không có bị vũ sên nhiều, nhưng mà có cái nó sẽ hơi nặng hơn tí xíu. Nhưng mà đối với những cái con mà hệ số chuyền nhỏ thì nó có nặng hơn tí xíu cũng chả sao. Anh em sử dụng bộ này rất là ngon. Mà bộ này giá thành của nó lại rẻ nữa. Chỉ có 290.000 thôi anh em. 290.000 thôi là nguyên bộ nhông sinh dĩa luôn nha. Asilo nè, Xpay nè, Viva, Smart, Revo, Shogun gì cũng xài được hết. Có đủ size này hết trơn luôn nha. Thằng này thì nó sử dụng cái hộp nó đóng cũng đẹp lắm. Nó sử dụng ở trên đây nhà sản xuất luôn, công bố luôn là sử dụng thép C45. Cái loại thép này theo mình được biết á, thì nó là một trong những loại thép mà ưu việt nhất để sử dụng cho nhông sinh dĩa, vì cái độ bền rất là cao, độ cứng cao. Thép C45 nè, họ ghi rất là rõ ràng nè. Hàng Thái. Ok, thì anh em có thể sử dụng thằng này. Thằng này rất là ngon, 290.000 dễ sử dụng nữa. Cái này là mình đi trên 20.000 rồi nó vẫn chưa thành vấn đề gì hết. Màu thì nó là màu xanh ha. Cái dĩa thì nó là màu xanh xanh tối, cũng rất là đẹp. Còn sơn thì nó màu xám. Có ký tự, có logo 3S đóng rất là đẹp nè. Cái con tán của nó tán cũng rất là đẹp nè. Bộ này là bộ chất lượng nha, 428HG sơn 10 ly, rất phù hợp. Thì ở đây mình có size là 1434 của Asilo nè. Asilo nè ha. Rồi mình có thêm là thằng mình nhiều lắm. Có thêm là thằng
Smart Revo Shogun Viva là xài 1435 đó anh em. 1435 nè, Smart Revo Shogun nè, Viva nè, Asilo SB nè, tất X-Bike nè, tất cả sử dụng 1435 hết nha. Rồi. Ok. Thì anh em nếu mà muốn mua những sản phẩm chất lượng như thế này thì có thể liên hệ kênh anh thợ đậu Suzuki ở số 0945 635 425 nha. Và anh em nhớ là nên chăm sóc cái con xe của mình thường xuyên một tí xíu để cho lúc nào nó vận hành cũng là trơn tru mượt mà nha.